tay bấm đăng nhập trên màn hình nè. Rồi bấm tên đăng nhập, mật khẩu em gửi Zalo vẫn chưa, xong bấm đăng nhập. Sau khi mình đăng nhập xong hãy vô giao diện chính này. Mình muốn mà thêm sản phẩm mới, mình đưa chuột xuống sản phẩm, mình chọn là thêm mới. Chỗ này thì mình đánh tên sản phẩm chưa? Ví dụ như lo đi. Ví dụ sản phẩm, giờ em đưa một cái sản phẩm ra ngoài desktop đi, sản phẩm này đi. Đây là loa CF612 đi, mình đặt đây tên của nó, loa CF612. Đây là mô tả về loa như thế nào, đây là giúp mô tả chỗ này. Cái này thuộc danh mục là loa gia đình thì chỗ này mình chết cho loa gia đình, nếu nó thuộc danh mục loa khác thì mình chết cho mình chọn loa khác. Đây là ảnh sản phẩm, thiết lập ảnh cho nó. Rồi bấm chọn tập tin, đây là tải tập tin lên nè, chọn tập tin nè. Rồi nãy em có luôn một tấm hình về desktop, tấm này bấm vào nó, mình nó là giờ nó lót tấm hình lên, sau lót tấm hình lên xong rồi bấm thiết lập đây. Ở chỗ này nó sẽ ra tấm ảnh sản phẩm cho cái lò đó. Kéo xuống dưới đây, đây là nhập giá cho cái lò, ví dụ như này 10 triệu đây thì nhập 10 triệu 23123. Rồi ví dụ anh muốn giảm, ví dụ giảm 1 triệu thì anh có thể nhập đây 9 triệu à, tự động nó biết cái này trừ này nó ra số tiền của mình. Đây là mô tả ngắn là ví dụ như giao hàng toàn quốc đi, quốc rồi bảo hành 12 tháng đi nhận hàng. Phải mô tả dài cho nên anh có thể là đánh như là xứ đó, rồi công suất cái gì đó, mình có thể mô tả dài ra là cách sử dụng gì đó, có thể mô tả ra. Sau đó hết thì em lại có nút đăng, bấm đăng lên cái đây là lo CAF12. Rồi sau đó mình ra web mình xem là cái sản phẩm lo này vừa mới thêm vào web xếp hàng nè. Lo AF12 giá 10 triệu còn 9 triệu. Ở đây để xếp hàng không? Đó là mình thêm vậy, đó là bước thêm. Rồi và xong rồi mình muốn mà sửa sản phẩm. Ví dụ mình muốn sửa đi, sửa giờ có thể là sửa sản phẩm thì mình vào tất cả sản phẩm đây. Mình coi cái sản phẩm nào sai á, mình cần sửa. Ví dụ như là lo lại sửa lại cái đó luôn. Bấm vô chỉnh sửa đây. Muốn sửa sản phẩm nào thì đưa chuột vô sản phẩm đó có nút sửa để cho mình biết là sửa sản phẩm nào. Sửa này đưa vô này, sửa dưới đưa vô dưới, sửa trên đây đưa lên trên đây. Xóa thì bấm thùng rác thôi. Vậy là xong. Đây là thêm xóa sửa. Rồi. Ví dụ như này giờ mình sai tên đi. Tên sửa giá rồi, sửa giá mình, rồi. Mình có thể sửa tên lại. Ví dụ sai tên, mình đánh sai tên, mình sửa tên lại. Này là ví dụ 13 đi. Ví dụ vậy đó, mình sửa tên lại. Hoặc là nếu mà chọn thay danh mục thì chọn lại danh mục khác. À, nếu mà hình xấu quá mình muốn xóa thì mình xóa ảnh này đi để mình up ảnh khác lên. Ảnh là tính là tấm này nè. Mình có thể xóa nó up ảnh khác lên. Rồi. Ví dụ sửa giá đi. Cái này giờ nó là 11 triệu đi. À, giờ giảm còn 8 đi. Đó, mình có thể sửa đây. Rồi mình bấm hoặc là sửa mô tả ngắn. Làm bấm cập nhật. Rồi ra vào đây là mình muốn load lại, mình phải bấm vô cái hình này nè để cho nó load lại. Load lại mình mới thấy nó sửa. Nè, chưa load xong, chợ này load xong, mình phải load lại cái này. Sửa nè, F12 cái sửa F13 nè, là sửa giá lại là không. Rồi xóa cái nó đi, nó sai. Đúng rồi, nó sai. Không, mình đang ví dụ thôi.
Rồi, mình vô sản phẩm á, sáu với sữa thì vào tất cả sản phẩm, thêm mới thì chọn cái dòng dưới. Nó có như đó ha. Sáu nó bấm này thùng bé ha. Thùng bé hay sáu. Này cũng vậy. Nào sáu nó đi. Cái rồi sáu xong mình bấm lại cái hình này là nó lấy lại là đây là mất ha. Hả? Mất rồi nè không? Rồi đó là bước thêm sáu sửa sản phẩm. Yeah. À, ở đây là khi mà mình thêm sản phẩm á, phía bên đây nó có danh mục sản phẩm nè, không? Thì cái này là danh mục hiện đang có. Ví dụ như sau này mà thiếu một cái danh mục nào, anh muốn mà thêm danh mục mới phía bên đây nè, là anh có thể là vào bên dưới chữ thêm mới có chữ danh mục mà. Rồi ở đây là anh phải đánh tên danh mục vô. Ví dụ danh mục mà kèn hay gì đó, ví dụ mình bán thêm á, có thể đánh vô đây tên đây. Ở đây mình bấm thêm là tự động là nó có danh mục bên đây. Đây là danh mục hiện có của mình. Kế tiếp là muốn sửa cái tấm ảnh chạy trên đây. Sửa tấm ảnh chạy trên đây thì anh đưa chuột cho cái này nè. Trong trên là Maxi Slider nè. Chọn Edit Slider cho ảnh chạy. À, cách này cũng được, hoặc là vô Slider chỗ này cũng được. Nó có hai chỗ dùng. Rồi, ở đây là xuất hiện ra ba tấm hình này tương ứng với ba tấm bên ngoài. Mình muốn xóa thì đưa chuột vào dấu ba chấm, chọn Delete là xóa. Còn muốn thêm tấm nào thì bấm Add, bấm In May. Và tải tập tin lên, chọn. Ví dụ em tải tấm này lên làm ảnh chỗ đó luôn đi đó. Bấm, mở nó lên. Chờ nó load xong cái bấm chọn. Ở đây xuất hiện ra tấm thứ tư. Rồi, bấm Save lại. Rồi ra ngoài đây mình load lại. Là chỗ này nó sẽ xuất hiện thêm một tấm của sản phẩm. Đó, tấm nào. Nhưng mà tấm này á, thì khi mà chụp á, thì mình để chiều ngang của điện thoại để mình chụp, đừng có để dọc lên tại ông sẽ bị cắt ảnh. Mình canh mình chụp cho nó phù hợp, muốn xóa thì vậy vào nó cái chọn delete thôi, xóa nó ha, delete nó vậy đã mất, rồi làm hoài mất theo, không sao, làm hoài nó cũng mất theo. Nếu như trong cái máy tính mình không có hình đó để lấy cái hình để sửa thì anh gửi cái hình, anh cài cái Zalo lên cái máy tính, cài Zalo lên máy tính xong rồi anh gửi hình đó qua Zalo nào đó là lên Zalo máy tính nó đồng bộ. Nào ví dụ anh gửi Zalo trên máy tính cho em nè, không anh gửi thì vừa điện thoại em nhận được mà vừa máy tính em nhận được luôn. Anh cài Zalo lên máy tính, Zalo cho hai cái được để anh hai thiết bị được, máy tính với điện thoại, có app thì đăng nhập được thôi. Xài chung được một lần đồng bộ hóa hết. Dạ anh gửi em nè, trên máy tính em nhận được nè, điện thoại em nhận cũng được nè. Cái này nhập hoàng là cái máy hình ở ngoài Hà Nội á, hồi nãy có dạ. Hình nó nói sao cũng đang chụp hình là nó khen trong web hết, bên Nhật Hoàng á, bên âm thanh Nhật Hoàng lớn lắm, dạ. Nó khen trong web. Bên hết chưa làm. Khung này là không chụp là không có, nó có trong web. Lâu lắm rồi nó nổi dạ. Trang web nó nào mà chủ yếu trang web nổi tiếng đó. Dạ. Nó khen trang web rồi. Dạ. Đây này, cái này. Em gửi cái là bên Zalo, bên trên máy tính em đó, được. Cái đó đưa lên hình nền nè. Đây giờ blue là blue desktop đi. Rồi này à, tấm này đúng không? Đúng rồi, lên trình đó. Rồi, bấm cho cái này, chạm hàng. Dạ. Như này em gửi á. Rồi video á, có gì cho em gửi video qua là bấm thêm nè. Anh sẽ thao tác giống em thao tác là được thấy được tên thì nè. Dạ. Kiếm cái tấm ảnh với lại đi gửi ra. Rồi là chờ nó lót xong, để bấm chọn đây cái. Mình sẽ hẹn ra tấm ảnh nè, rồi là Thanh Bình chứ. Thanh Minh. Ờ, của anh là Thanh Minh chứ. Thanh Bình. Thanh Minh là đây là Thanh Bình. Là mình tìm từ khóa đó là Thanh Bình. Không cho nên sẽ dựa trang trọng quá.
Cái đó là cái này là cái tiếp trên đây nè, trên đây có cái bú sữa trên đây, hiện giờ là tùy biến nè, tùy biến trên đây. Rồi chờ nó lớn vô. Rồi anh chọn cái header, cái chữ chạy là cái này, HTML1 là chữ chạy, anh chọn nó. Đây, cái này là câu lệnh chạy thì anh đừng có xóa, anh chỉ sửa đúng cái nội dung phía trong câu lệnh thôi, và kết thúc nó cũng là một cái câu lệnh, thì mình đừng có xóa cái câu lệnh là được, mình chỉ sửa đúng cái nội dung thôi. Rồi xong hãy bấm nút xanh để lưu lại. Còn cái này là cái logo em vẽ lại. Rồi em sửa logo rồi, bấm vô logo một cái xuất hiện là cái chỗ này logo, mình có thể remove, mình up cái logo mới lên, còn mình còn xanh để lưu lại là nó sửa tấm logo chỗ này. Sau đó hết thì mà con nút xanh đi lưu lại nó ra là rồi. Cái tiếp đây có số điện thoại nè, cái số điện thoại này thì mình đăng nhập cho quản trị. Mình vô cài đặt và chọn là EasyCon Now, đó là mình sửa số điện thoại chỗ này, số này EasyCon Now là số đó. Đây, mình cho mình nhập số xong rồi bấm nút save lại là xong. Còn bên đây có dãy số, bên đây dãy số bên đây thì nó chính là cái này, mình chọn là hello ring đó, nó sẽ xuất hiện ra cái này là cái số bên đây, mình có thể sửa lại. Thì cái số này là nó sẽ kết hợp là số điện thoại này, tin nhắn và Zalo đó, nó sẽ kết hợp lại. Thì một số này tự động khi mình nhập nó sẽ ra mấy nút này luôn. Cái tiếp là phía dưới chân trang nè, phía dưới trang có thông tin này nè, đây có cái map nè. Muốn sửa dưới chân trang á thì vào giao diện nè, chọn là quay ghép. Vô sau này có thay điều số điện thoại hay gì mở nó lên, bấm vô này sẽ ra thông tin nè, tương ứng với thông tin này. Rồi, cái này là cái thống kê truy cập bao nhiêu người vô á, tại vô ra là web nhiều quá nên nó tăng lên nè. Còn cái này là chỉ đường map là cái thứ ba. Đây là cái map thôi, map và sửa trên map tự động, đây nó cập nhật theo. Rồi tiếp tục đây phần giới thiệu, muốn sửa chỗ đó thì bấm vào trang đây, vào trang này cho mình sửa là giới thiệu liên hệ và tuyển dụng, thì tương ứng với ba trang ngoài giới thiệu liên hệ tuyển dụng. Mình có thể vào đây để mình sửa. Giờ sửa thì tự chuột cho nó bấm chỉnh sửa thôi, xuất hiện ra nội dung rồi mình vô mình sửa lại. Nó xuất hiện ra nội dung nè, sửa lại theo ý mình, xong không cập nhật là xong. Còn một này là một tin tức thì mình vào bài viết nè, tất cả bài viết nè. Cái này là sửa với xóa một tin tức, còn mà muốn thêm một tin tức mới thì là mình viết bài mới. Này là tin tức, nếu mà rảnh thì vô viết, còn không thôi. Nó giống như thêm sản phẩm gì đó thì cũng đánh tên nè, mô tả nè, chọn danh mục nè, hình nè, nó chỉ không có giá thôi, tin tức không có giá, hình nè, xong bấm đăng lên là xong. Là toàn bộ website sửa vậy thôi, mình gửi anh video nha.